gia đình của Hiếu Quỳnh xin gặp lại các bạn nha, chia sẻ một cái bánh, đó là cái bánh kẹp mà bây giờ trên thị trường cũng rất là hiếm có. Bạn ha, có nhiều sức khỏe để rồi ở nhà mình làm bánh với mình nấu nướng mình ăn cho nó khỏe, đặng cũng chống dịch luôn nha các bạn nha. Bây giờ cái nguyên liệu mà làm cái bánh này nó rất là dễ. 10 cái trứng gà, nửa ký bột, ở đây thuộc dạng về bột mì hả, đây bột mì đa dụng nửa ký, rất là dễ làm không. Rồi đường cũng nửa ký luôn, 10 trứng bột nửa ký, đường nửa ký, quá dễ ha. Cái ống vani nè, nó thơm lắm. Dưới đây cái ống vani nè cho nó thơm. Làm bánh là ống nướng gì cũng phải có ít muối cho nó thêm cái bây giờ xã hội hiện đại rồi, công nghệ cũng hiện đại rồi, bây giờ người ta bán cái này nè nó thấy dễ không các bạn. Đây là hai cái khuôn nè đó, mỗi cái khuôn này nó có cái mẫu mã nó khác nhau nè đó. Mình mua hai cái khuôn nè trên mạng này đem về nè, nó còn có cái máy luôn hỗ trợ đánh luôn, chứ hồi đó đánh bằng tay cái khuôn bằng gang đó, nó xấu lắm, bây giờ đẹp ghê không, diện đẹp trơn. Rồi bắt đầu mình làm ha. Trước hết mình đập ở đây nửa muỗng cà phê muối, ít muối cho nó có cái hương vị mặn mặn. Từ từ cho đường vô rồi, mở bọt ra 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 con nhấp cái ít đường vô đó, đây là nửa ký đường, nhưng mà cho là từ 100 gram, còn 100 gram nữa, 200 luôn, thì đổ tiếp cộng khoảng 100-200 gram gì đây, đổ tiếp vô luôn, tức là đổ 3 lần á, nửa ký đổ 3 lần rồi cách nhau độ khoảng vài phút thời gian đâu 5-10 phút gì rồi nó thành lên là nó nhân lên mới đánh cái này là 25 phút rồi mà 10 chiếc gà nó nổi lên một cái tàu lớn gì nè. Cái này mà nếu mà là đánh bằng tay là mệt mỏi lắm rồi nha. Bây giờ nó nổi bột lên tới đây, nổi phồng lên tới đây rồi, đây nè, nó như vậy nè. Đó. Dở lên sao mà nó giống như là bột gì đó. Đó, nè nó thấy không? Nhưng mà cái này chưa có bột nha, chưa có bột á. Đó. Vô. Đây, đây. Đổ từ từ, từ từ. Cái này đúng ra phải lấy cái giá cái gì á múc mà tại vì nó không được. Này là từ từ biết lý do làm sao, cái nguyên nhân làm sao mà không lấy máy đánh không các bạn, đánh là không có được á, đánh là không có đổ được, mình chỉ có đó làm quét quậy lên vậy đó. Đó các bạn mà dùng cái máy đổ bột mà đánh là nó sẽ bị chìm luôn, bánh nó bị chai, mình phải rây rồi quét theo chiều vậy đó. Cái này nó dễ nhưng mà cũng phải lưu ý chỗ này, nếu không lưu ý cái chỗ này thì nó bị sai đó, nó bị sai nó không có thành cái bánh luôn, nó chay. Đây bột vani nè, trút vô luôn rồi rây xuống luôn đó, cứ làm hoài như thế này nè, chừng nào tới hết nửa ký thôi. Thì hồi sớm giờ mình làm chiều này thì vẫn làm một chiều vậy nha, đó vẫn làm một chiều như thế này, nó phải lưu ý chỗ này cho nó kỹ chỗ này. Bây giờ mình có công nghệ rồi, mình làm công nghệ thì nó giúp cho con người mình nó rất là nhiều lắm, nhưng mà mấy cái này cần phải lưu ý thì mình đổ cái bánh nó mới ngon mới đúng chuẩn. Đây là cái khuôn nhỏ nè, cái khác nữa nó nóng lên rồi mình phải quét dầu vô đó, quét cho nó giáp dòng, quét trên đây cái giáp dòng
quét sơ thôi, không có cần phải nhiều dầu. Đó mình đổ. Rồi mình đổ mình canh thôi chứ cái này không có liều lượng nổi. Đó. Cứ canh đi, canh ngay chính giữa cho nó đều đi. Nó vừa đi rồi mình đậy lại cái nút vàng, rồi cái nó tắt cái nút vàng nữa mới gọi là chín nha. Đó mình cũng khoét dầu. Khoét sơ thôi, khoét sơ thôi. Cái này nó bự nó dễ làm hơn. Mình làm đi bán là ngon lành luôn, đây, quá giòn luôn. Nhắm ngay chính giữa nè. Đó, rồi mình canh sao mà cho nó vừa cảm thấy là nó vừa bột ra để cho nó bự ra bằng cái khuôn thôi. Rồi nè, bắt đầu mình đè xuống nè. Đó. Rồi, cái này là nút xanh nè. Xanh nè. Ở đây nó có 4 mức, 1 2 3 4 mà mình nó mức 3 thôi, còn cái đầu tiên vô á là nút xanh nè, nó phải không? Lát nhảy xuống nút đỏ. Rồi nó nhảy nút xanh nè, nhảy nút đỏ nè. Nhảy nè phải không? Rồi nó nhảy nút xanh lại. Nhảy xuống đỏ lại nó mới chứ. Vàng nó dở lên nè, đó. Wow. Ừ. Rồi giờ này mình lấy ra nè. Nó dễ ghê không? Đó. Để lâu một chút nữa thì nó đem đen luôn. Chín rồi nè. Đó, nhỉ đỏ lại ha. Ừ. Rồi, đỏ lại rồi, chín rồi nè, dở ra. Đó, thấy không? Nè. Rồi dở này lên nè, tóc lóc luôn, đẹp không? Đó. Đẹp, hết sức đẹp không? Dễ thì nó có dễ nhưng mà nó cũng có một cái để ý một chút xíu mới được. Mình đều nói vậy thôi chứ đổ chừng 10 lần vậy là có kinh nghiệm mà. Cái này tự mình kinh nghiệm thôi. Chứ cái chỉ cái không phải cái mà tuyệt đối thì chắc cũng hơi khó nói. Đó, nhiều vậy đi chặn lại. Đó. Vậy thôi, cái này cũng hơi dư nữa à. Ta làm ít dầu thôi. Giữa nè đó, mình đổ hoài đó mà mình kinh nghiệm mà nhiều khi cũng trật ruột đó, nhiêu vậy thôi. Rồi dư thiếu chút đỉnh cũng không có sao. Của mình là hoàn thành rồi nè. Đó, anh thấy mình muốn cho nó đều á thì khéo tay á thì cái bột này mình canh thôi. Rồi đó, như vậy là cái bánh mình hoàn thành rồi nha các bạn ha. Cái này dễ làm dữ lắm mà chịu khó mình cứ khéo tay đó. Là có những cái bánh mình làm cũng không đẹp lắm tại vì đàn ông làm, cái này nếu phụ nữ làm thì ok luôn. Đó, bây giờ nè mình dở lên hai cái một lượt luôn nè. Đó mình làm nè, nó hai cái đó, thấy không? Đó mình tự đổ mình tự khen luôn. Cái này cũng đẹp không, để mình khen là đẹp đi. Đây cái này nè, nó cái màu nó cũng hơi vàng vàng như thế này nè, là quá trời tuyệt vời rồi chứ còn gì nữa. Cái bánh kẹp mà dây là ăn rồi quá xuất sắc rồi còn gì nữa, phải không? Thì mình đổ xong rồi các bạn nha. Đó, giờ mình ăn luôn nè. Đó, đó. Giòn mà bởi vì trong đây là nó trứng gà không à, nó ít có bột để nó béo cái trứng gà dữ lắm. Cái hơn nữa mình có cái đồ nghề nào mình giờ cũng rất là dễ làm lắm mà mình dĩ nhiên mình làm là ăn là phải ngon rồi, nhưng mà đó là mình chia sẻ vậy thì thôi, các bạn cũng mình làm thử một lần ha để mình sử dụng là mỗi cái mình thích ăn cái bánh gì á mình tự đổ mình tự làm để mình ăn mình có cái sự cảm nhận ủng hộ cho kênh của mình ha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi khi mà các bạn có làm á hoặc là mình chia sẻ hoặc là có những cái ý kiến gì đó hay là những cái gì mình chưa hoàn thiện nha, các bạn đóng góp để cho cái kênh của mình đó càng ngày càng tốt hơn các bạn ha. Xin cảm ơn rất là nhiều, rất là ngon lắm. Trứng gà không bổ lắm. Bánh này nó giống như bánh bông lan vậy. Bánh bông lan thì nó còn hơi khó đổ, khó nấu, khó hấp, chứ còn cái này dễ quá dễ. Đổ mà nó vàng gì nè, nó hơi vàng vàng, nó hơi xấu xí. Đây, như cái này nè, nó cũng hơi xấu xí nha, thì nó giòn. Còn mình